Kính chào quý khán giả, sau đây là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và đến 4 giờ ngày 28 tháng 9 thì vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển sang Lào và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Nam, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi, khu vực từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ đêm nay, ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới Bình Định có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Quảng Bình cho đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa to đến rất to. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng tại vùng trũng thấp. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.